Chỉ việc xin mọi người một đũa thôi là có ngay bữa ăn trưa no đủ. Nhân tiện là cũng triển luôn cái thử thách một đũa có thể gắp hết cả khay mì. Rồi làm cách nào thì làm là phải ăn hết cái đũa đó luôn. Ai ăn nhanh hơn thì thắng, thế thôi. Ôi trời ơi. Thì vẫn như mọi ngày, mình thức dậy lúc mọi người đang ăn trưa. Mày thế đang đói mà bây giờ nấu ăn thì có mà lạ luôn. Thôi thì lại mặt dày xin mọi người một đũa đồ ăn. Nhưng mà một đũa của mình nó lạ lắm. Mới gắp lên thôi ai cũng hoảng hốt muốn rút lại. Em mà cực kỳ uy tín, yên tâm chỉ một đũa thôi. Có rau rồi thì mình sang bên này mình xin thịt. Đấy là do thịt nó dính vào nhau chứ em không hề cố tình gắp hai miếng đâu. Có rau có thịt rồi thì bây giờ sang bên này xin một đũa trái cây nữa. Món chính đây rồi. Đây là mì tương đen chung của mọi người mà. Rồi yên tâm là một gáp. Nhưng mà em quên nói một gáp của em là hết cả khay mì. Đây cái nết người chị. Đây là không thèm luôn, đây là tự lấy mì đi nấu nha. Topping thì xin được rồi. Đấy, xong gây gổ thế nào thử thách nhau ăn hết cả khay mì bằng một gáp đũa. Thì để giống với người chị, mình cũng chọn mì xào tương đen của Vi Phong. Thì cực kỳ hợp với một đứa lười như mình là mì này có sẵn khay rồi. Bóc ra nấu luôn vào khay, lát ra đỡ phải rửa bát. Thì mì mà nên là bóc ra kiểu gì cũng thấy mì đầu tiên này. Đi kèm với nó là một gói rau củ và một gói sốt có topping rồi nên là cũng nấu nhanh lắm. Gói rau vào mì cho vào trụng cùng với nước sôi. Lại một điểm nữa mà mình rất thích ở cái khay mì này, đó là có chỗ để chắt nước. Khay mì kiểu này đúng tiện lôi ra nấu mọi lúc mọi nơi, rất hợp với những đứa hở tí ở đó như mình. Nói vậy thôi chứ trẻ nhỏ vẫn phải nhờ người lớn ăn nấu dùm á nha. Đấy, giờ còn cái bước cuối cùng để thưởng thức cái mì tương đen này thôi. Cho sốt vào và trộn lên là hoàn thành. Topping á. Ăn mì để không bị đói nhưng mà nhất định phải có topping để củng cố cái sự no. Nói vậy chứ cái mì tương đen này chay mặn đều dùng được hết đi mà. Sợi mì vừa dai vừa dài nha. Rất là thích hợp với cái thử thách một đũa ăn hết cả cái khay mì. Đấy, từ từ chị yêu, em đã bấm giờ đâu. Gì là cũng phải có quy trình rồi, bắt đầu rồi đấy. Cái khó khăn đầu tiên mà phải đối mặt thì chính là làm sao một gắp mà được cả cái khay mì. Từ từ mình có cái mẹo này xoay xoay lên. Có vẻ là sẽ khả thi hơn cái việc là mình nhấc một phát. Tại vì là sợi mì khá là dài quyện vào nhau là có thể nhấc được cả khay lên. Ê, bà chị mình nhìn là có vẻ là không được cả khay mì rồi đấy. Ê, gian lận. Chưa đúng mà đã cho vào miệng để ăn rồi kìa. Sợi không thèm chết. Nhưng mà lại có một cái vấn đề nảy sinh là làm sao mà mình có thể ăn được hết cái đũa mì này bây giờ. Thôi chỉ lấy ăn ít một vậy. Nhưng mà mì rất là cuốn miệng nha. Độ dai mềm mà vừa phải. Tưởng chừng như là sẽ đắng nhưng mà không hề. Mì này khá hợp với khẩu vị của người Việt nha. Chưa kể là cái sốt đậm đà nữa, nhưng mà mọi người phải trộn thật đều nha. Khi ăn thì có thể mix cùng topping để ngon hơn. Đơn giản như trứng xúc xích là được rồi này. Chị em mình tuy cũng là thử thách với nhau thôi, nhưng mà ăn cái gì là cũng phải đầy đủ. Không cần thi cũng biết trước kết quả rồi, người thắng chắc chắn là mình. Ai lại bà chị vừa gian lận vừa ăn chậm thì sao mà có cửa với tươi. Nhưng mà cái nết là bà chị là hay hơn thua lắm. Ăn nốt đi chị, mì ngon mà đừng có bỏ phí nha. Ô mà thực sự không ngờ là một đũa của mình có thể gắp cả khay mì lên thật. Này trả ngay cái khay mì chiến thắng lại cho tôi. À mà trẻ em muốn thực hiện thử thách như mình là phải có người lớn bên cạnh à nha.